Kính chào quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV. Tôi là Nguyễn Trọng Đạt, chuyên viên kỹ thuật của Audio Hà Nội. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị một sản phẩm đầu đĩa than đến từ Anh Quốc của hãng Origin Live. Model là Sovereign. Đây là một model đứng ở hàng thứ hai của hãng. Thì hãng Origin Live có một cái quan niệm về âm thanh, đó là phải mang lại cái âm thanh trung thực như cuộc sống. Vì vậy hãng lấy tên là Origin Live. Và trong cái thiết kế cái đầu đĩa than của họ thì người ta cũng áp dụng cái triết lý đấy. Đây là cái model Sovereign khác với những model khác tôi giới thiệu, bởi đó là cái plin này thì sẽ được đặt làm là bằng các lớp acrylic kẹp lại với nhau, kết hợp cùng với lại là một cái phần bằng thép để cho nó nặng hơn, mà bàn xoay tức là cơ đĩa than mà càng nặng thì sự chống rung càng tốt. Kết hợp với việc đấy là đặt trên ba chân cũng có cái trọng lượng rất là lớn và có độ vững chãi cao. Đồng thời thì cũng giống như là các người anh em của nó, Sovereign cũng được kết hợp với lại một mâm, tức là cái plate bằng acrylic. Trên này có một cái vòng cảm biến để khi kết hợp cùng với motor thì chúng ta sẽ đáp, nếu đúng là motor chạy ngay, nếu không đúng thì motor không chạy. Vì thế cho nên cái việc setup này nó rất dễ dàng, bằng cách là ta chỉ cần dịch chuyển một cái khoảng cách nhỏ để cho cái cảm biến trên motor nhìn thấy cái mâm quay là ngay lập tức mâm hoạt động đúng tốc độ. Và xuyên suốt trong quá trình chơi là cái motor này sẽ không bao giờ thay đổi cái việc là tốc độ, dẫn đến là âm thanh nó cũng sẽ bị méo mó hoặc là nhanh hoặc là chậm. Thì cũng giống như những người anh em của nó, họ đều dùng một motor rời ra và trên đấy có lắp cảm biến cũng như là cái việc điều chỉnh tốc độ là hoàn toàn tự động. Thì đây là quý vị cũng nhìn thấy là Sovereign cũng được sử dụng bằng một cái trục và trên đấy là bi. Cho nên là đây là một cái yếu tố đặc biệt của hãng, làm nên tên tuổi của hãng về cái việc là độ bền và độ ổn định. Đồng thời thì giữa tâm và bàn xoay, tâm đĩa và bàn xoay sẽ được trên cái tay am này thì sẽ được kết hợp cùng với lại một cái bộ gá có cái đường kính đã được tính toán sẵn cho cần 10 inch của hãng. Thì cũng giống như các người anh em trước, những cái cần này là chúng ta có thể đặt rời, tức là tùy theo nhu cầu của quý vị mà chúng ta có thể đặt những cái cần cao cấp của hãng, hoặc là cái nhu cầu của chúng ta về tài chính thì chúng ta có thể đặt những cần khác. Ví dụ như cần này là cần premium, là một trong những cần mà cao cấp của hãng. Thế còn cái phiên bản cao cấp hơn hoặc thấp hơn thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị vào những model sau. Đặc điểm của tay cần này thì là hai bên có một cái trục bi để cho cần có cái độ ổn định theo chiều dọc. Và cái việc setup cái cần này ta gọi là setup VTA ấy, thì rất là dễ dàng, bởi vì cái cần này là tháo lắp rời chứ không phải là do hãng fix ở trong đấy. Cho nên cái việc mà thay đổi chiều cao của cần hoặc là độ nghiêng của cần thì chúng ta hoàn toàn thay đổi được một cách rất là dễ dàng. Đồng thời thì cần này ấy, còn được thiết kế bằng các khớp nối, cho nên là cái việc chống rung động, tức là cái tính ổn định của cần rất là cao. Toàn bộ cái Origin Live và Model Sovereign này, với một ai đó chỉ cần biết sơ về đầu đĩa than thì đều có thể setup cực kỳ dễ dàng. Trên đây tôi vừa mới giới thiệu với quý vị một sản phẩm đến từ hãng Origin Live, cơ đĩa than Model Sovereign.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.